kính chào quý vị và khán giả đã đến với bản tin Chất lượng và cuộc sống của chúng tôi ngày hôm nay. Và bản tin ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý ngay sau đây. Trao quyền cho người tiêu dùng thông qua quá trình chuyển đổi năng lượng sạch. Phát triển năng lượng sạch tại Việt Nam. 17 mục tiêu phát triển bền vững. Lan tỏa thông điệp vì quyền lợi người tiêu dùng. Thưa quý vị, việc tăng cường khả năng tiếp cận của người tiêu dùng với nguồn năng lượng hiện đại đáng tin cậy, bền vững và giá cả phải chăng sẽ đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong việc ngăn chặn biến đổi khí hậu. Với sự thay đổi tiêu dùng, hiện đã được xác nhận và ước tính sẽ giảm 40-70% lượng khí thải nhà kính trong tương lai. Trong lĩnh vực năng lượng, người tiêu dùng cần được công nhận là tác nhân cốt lõi của thị trường, chứ không phải là những người ngoài cuộc thụ động trong quá trình chuyển đổi năng lượng để họ có hành động thúc đẩy về việc sử dụng năng lượng sạch. Để đạt hiệu quả, người tiêu dùng cần phải được hỗ trợ đúng cách. Người tiêu dùng phải được tham gia vào các cuộc thảo luận cấp cao, đảm bảo chính sách tập trung vào nhu cầu của người tiêu dùng. Thực hành kinh doanh tốt, khuyến khích người tiêu dùng dễ bị tổn thương và cung cấp thông tin tin cậy. CI đóng một vai trò đặc biệt trong việc mang tiếng nói của người tiêu dùng đến các diễn đàn quốc tế như tại các hội nghị các bên, Hội nghị Liên Hợp Quốc về Thương mại và Phát triển, Diễn đàn Kinh tế Thế giới. Trong khuôn khổ Ngày quyền của người tiêu dùng thế giới năm 2023, CI tập hợp các nhà lãnh đạo cao cấp trong lĩnh vực năng lượng với những người ủng hộ người tiêu dùng tham gia các cuộc đối thoại công khai để đảm bảo cách tiếp cận công bằng và toàn diện đối với người tiêu dùng, đưa ra lời kêu gọi, chia sẻ những câu hỏi từ các thành viên CI tới các nhà hoạch định chính sách và doanh nghiệp cũng như những người có ảnh hưởng toàn cầu. Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đó là không chỉ ở Việt Nam mà toàn thế giới, người ta luôn luôn ưu tiên bảo vệ người tiêu dùng. Đó là nói chung và Việt Nam bây giờ cũng vậy. Hiện nay thì các tỉnh thành, các thành phố cũng đã thường xuyên rà soát, giám sát, thanh tra liên quan đến lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Có thể thấy rằng nhà nước, chính phủ chúng ta đang rất là phát huy để liên quan đến vấn đề bảo vệ quyền lợi pháp của người tiêu dùng. Nhân ngày Ngày quyền của người tiêu dùng thế giới 2023, phong trào người tiêu dùng toàn cầu sẽ đoàn kết thực hiện các hoạt động khác nhau nhằm hỗ trợ người tiêu dùng tiếp cận năng lượng sạch. Như thường lệ, CI cùng các thành viên trên khắp thế giới tổ chức các sự kiện, tuyên truyền phổ biến, tư vấn chính sách, tác động đến doanh nghiệp và kết nối với cộng đồng người tiêu dùng toàn cầu. Là một phong trào toàn cầu đoàn kết, tiếng nói của người tiêu dùng ngày càng được lắng nghe và có tác động tích cực đối với những người đưa ra quyết định toàn cầu. Thưa quý vị, Việt Nam có nhiều tiềm năng khai thác năng lượng tái tạo, đáp ứng nhu cầu năng lượng ngày càng tăng nhanh trong hiện tại và tương lai. Báo cáo được tổ chức Ember công bố năm 2022 cho thấy điện gió và điện mặt trời, hai nguồn năng lượng tăng trưởng nhanh nhất, đã đạt kỷ lục 10% năng lượng toàn cầu trong năm 2021. Có 50 quốc gia trên thế giới đạt mức này, trong đó Việt Nam là một trong 7 quốc gia lần đầu tiên đạt được mức trên trong năm 2021. Năng lượng từ các cái nguồn tái tạo như là nguồn năng lượng mặt trời, một số cái nguồn khác như là xử lý các cái vi sinh ở các cái trang trại chăn nuôi cũng như là một số cái nguồn khác. Theo Ember, Việt Nam đã cho thấy một trong những quá trình chuyển dịch nhanh chóng từ nguyên liệu hóa thạch sang điện gió, điện mặt trời trong năm 2021 và chạm tới cột mốc 10%, dù trước đó con số chỉ là 3% trong năm 2020. Máy điều hòa này, máy giặt này, bếp điện này, máy sấy có nghĩa là không có một cái loại gì là không dùng bằng điện. Ra khỏi nhà là tắt điện, có ở nhà thì bật điện gió nước rồi nhiệt điện dùng than. Dùng điện thì ra như chỉ có giả như là dùng một trong nhà thì lúc nào mà cần thiết thì bật quạt, mà không cần thiết thì ra tắt, đèn cũng vậy thôi, ánh sáng là hợp lý thôi, không dùng điện ra nó những điện bật đèn sáng nhiều nó loá mắt, không thích nó nóng. Dạ vâng. Ông có biết là những cái sản phẩm gì mà bảo vệ môi trường, thân thiện với môi trường không? Vì răng điện chỉ có việc răng điện là thiên nhiên thôi, chứ chỉ có điện là điện gió. Tại Việt Nam, do tỷ trọng của điện gió và điện mặt trời tăng, cho nên tỷ trọng của nhiên liệu hóa thạch đã giảm từ 73% xuống 63%, nên những xu hướng này có thể được nhân rộng trên toàn cầu và duy trì. Ngành điện sẽ đi đúng hướng để đạt mục tiêu giữ mức tăng nhiệt ở ngưỡng 1,5 độ C. Theo lộ trình phát thải ròng bằng không của Cơ quan Năng lượng Quốc tế
Để có thể nắm trong tay mục tiêu này, điện gió và điện mặt trời cần đạt mốc 40% điện năng toàn cầu vào năm 2030, trong khi điện than cần giảm từ 36% xuống chỉ còn 8%. Thế thì đối với nguồn năng lượng điện thì như chúng ta cũng đã biết, điện thì là một trong những cái nhu cầu thiết yếu của con người hiện nay, tất cả sản xuất, kinh doanh, rồi thì đời sống. Những nguồn điện than của chúng ta thì chúng ta sử dụng chủ yếu cho một số ngành công nghiệp, trong đó có ngành công nghiệp về sản xuất điện và các cái ngành công nghiệp về chế biến, về các cái ngành công nghiệp nặng như là công nghiệp hóa chất, công nghiệp các cái khung dạng công nghiệp mà nặng khác như là luyện kim. Để đó là những cái nguồn chính. Thưa quý vị, năm 2015, chương trình Nghị sự 2030 xác định 17 mục tiêu phát triển bền vững đã được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua nhằm chấm dứt đói nghèo, bảo vệ hành tinh và đảm bảo sự thịnh vượng cho tất cả mọi người. 17 mục tiêu phát triển bền vững được Liên Hợp Quốc thông qua năm 2015 được xác định bởi 169 mục tiêu cụ thể, 232 chỉ tiêu nhằm hướng tới xóa đói giảm nghèo, bảo vệ hành tinh và đảm bảo mọi người dân được hưởng hòa bình và thịnh vượng đến năm 2030. Tại Việt Nam, để đạt các mục tiêu về phát triển bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu, trong thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách, pháp luật liên quan đến phát triển bền vững ở Việt Nam. Cụ thể, ngày 10 tháng 5 năm 2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành kế hoạch hành động quốc gia thực hiện chương trình Nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững. Trong đó đề ra 17 mục tiêu phát triển bền vững với 115 mục tiêu cụ thể. Sau đó quyết định số 681 QĐ-TTg. Về lộ trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững Việt Nam đến năm 2030 đã được ban hành ngày 4 tháng 6 năm 2019. Gần đây nhất là Nghị quyết về phát triển bền vững được ban hành ngày 25 tháng 9 năm 2020. Chi tiết về các nội dung cụ thể của mục tiêu 7 cũng như những thành quả của Việt Nam đã đạt được và đánh giá khả năng hoàn thành mục tiêu qua hình ảnh. Nghị quyết 55 ngày 11 tháng 2 năm 2020 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nâng cao chất lượng công tác xây dựng các chiến lược, quy hoạch phát triển năng lượng, đặc biệt trong phân ngành điện, đảm bảo tính ổn định, đồng bộ và linh hoạt, gắn kết với chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương và một số ngành khác. Thể hiện sự quyết tâm của Việt Nam phát triển năng lượng tái tạo, năng lượng sạch trong sản xuất và sinh hoạt, tạo ra nhiều cơ hội cho nhà đầu tư trong lĩnh vực này. Thưa quý vị, với thông điệp quyền người tiêu dùng thế giới, tại Việt Nam đều hướng đến bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đồng thời thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển. Ngày quyền của người tiêu dùng thế giới nhằm nâng cao nhận thức toàn cầu về quyền của người tiêu dùng, cũng như bảo vệ và tăng cường vai trò của người tiêu dùng trong các lĩnh vực và hoạt động khác nhau. Với 200 tổ chức người tiêu dùng thành viên tại hơn 100 quốc gia ở khắp các châu lục trên thế giới, Tổ chức Người tiêu dùng Quốc tế điều phối ngày hợp tác toàn cầu này. Giữa cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt lớn nhất và khi thế giới năng lượng phản ứng quyết liệt với các vấn đề về nguồn cung và khí hậu, cộng đồng người tiêu dùng thế giới cần có vai trò cốt yếu trong việc mang lại một quá trình chuyển đổi công bằng cho người tiêu dùng. Để hỗ trợ điều này, CI đã lấy chủ đề Ngày quyền của người tiêu dùng thế giới là trao quyền cho người tiêu dùng thông qua quá trình chuyển đổi năng lượng sạch. Quyền lợi hợp pháp của người tiêu dùng trước đây đã được quy định cụ thể tại Pháp lệnh bảo vệ người tiêu dùng năm 1999, và hiện nay thì quyền lợi hợp pháp của người tiêu dùng được quy định cụ thể tại Luật bảo vệ người tiêu dùng năm 2010 và được sửa đổi bổ sung năm 2018. Thì hiện tại thì quyền người tiêu dùng thì có 8 quyền cơ bản được quy định tại điều 8 của Luật bảo vệ người tiêu dùng năm 2010. Tôi lấy ví dụ như là 8 quyền như là quyền bảo vệ tính mạng, sức khỏe, quyền lợi hợp pháp của người tiêu dùng khi mà tham gia các giao dịch liên quan đến hàng hóa, các dịch vụ. Thứ hai là quyền được biết công khai, minh bạch các thông tin liên quan đến sản phẩm, nhãn hiệu, các thông tin liên quan đến doanh nghiệp. Ngoài nữa thì còn có một số quyền liên quan đến quyền khiếu nại, tố cáo của người tiêu dùng. Khi mà quyền lợi hợp pháp của mình bị xâm phạm thì người tiêu dùng có quyền khiếu kiện, khởi kiện để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình. Tại Việt Nam, đường dây nóng của thành phố Hà Nội, của Sở Công Thương Hà Nội và Cục Quản lý Thị trường luôn là địa chỉ tin cậy để người tiêu dùng gắn niềm tin, giải quyết kịp thời, thỏa đáng 42 đơn khiếu nại của người tiêu dùng, kiểm tra xử lý 1.530 vụ, tiếp nhận và giải đáp 14.192 cuộc qua tổng đài
và các quyền lợi của người tiêu dùng, nghĩa vụ của doanh nghiệp. Hiện nay thì pháp luật bảo vệ người tiêu dùng đã có lấy ý kiến liên quan luật bảo vệ tiêu dùng sửa đổi, thì cũng hy vọng rằng sẽ có những điều khoản mới để sửa đổi những cái gì thiếu sót để bảo vệ hơn nữa của người tiêu dùng, để đảm bảo cho người tiêu dùng được có một môi trường tiêu dùng trong sạch, lành mạnh và bền vững, cũng là thể hiện chính sách của Đảng, Nhà nước trong chính sách mà bảo vệ người tiêu dùng nói chung. Bên cạnh đó, tại Việt Nam thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên các phương tiện truyền thông, các lớp tập huấn, hội thảo với nhiều hình thức khác nhau, tổ chức tư vấn, giải đáp hỗ trợ bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên tổng đài tư vấn giải đáp các thông tin về luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin Chất lượng và cuộc sống của chúng tôi ngày hôm nay. Mọi đóng góp phản hồi, quý vị vui lòng gửi về tòa soạn số 214 ngõ 22 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội, hoặc văn phòng đại diện phía Nam số 9/7 đường 56, khu dân cư Tân Quy Đông, khu phố 2, phường Tân Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị cũng có thể liên hệ qua số hotline 024-3574-7649 hoặc hòm thư chất lượng và cuộc sống a@gmail.com. Còn bây giờ, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chuyên mục của chúng tôi ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại!